Vâng, thưa các anh chị, em muốn chia sẻ với các anh chị là cái niềm tin thông qua quy luật cuộc sống. Nhưng mà cái niềm tin đầu tiên mà chúng ta đang gặp phải ấy, cái khái niệm người thành công. Người thành công. Thì thưa các anh chị là hiện nay là rất nhiều các cái định nghĩa, nhưng họ không thể nào định nghĩa được người thành công. Vì thưa các anh chị, thành công không phải là cố định. Thành công chính là các cột mốc mà con người ta đạt được trong một đời người. Chứ thành công không có khái niệm cố định. Vậy tôi chia sẻ quy luật để chúng ta cùng hiểu cái khái niệm thành công. Vâng, thưa các anh chị, khi mà sinh ra trong một cuộc đời này thì con người bị tồn tại 6 cái vòng. Đúng như cái 6 vòng mà nó bó lấy ấy. Vòng kim cô đấy, kiểu vậy. Thì con người bị cái vòng đầu tiên đó là vòng vật chất. Nó bó chặt lấy mình. Cơm, áo, gạo, tiền, nhà, cửa, xe, cổ, ăn uống hàng ngày, đối nội, đối ngoại. Cho nên nếu không kiếm được tiền để lo vòng vật chất thì chết. Và trong nó tương tự như cái vòng vật chất này, như kiểu chúng ta xây một ngôi nhà ấy, thì cái tầng vật chất này chính là tầng tường rào. Nếu nhà mà không có tường rào là chó nó vào nó ỉa, trộm nó vào nó lấy, ai vào họ cũng coi thường. Cho nên bắt buộc mình phải xây cái vòng tường rào này, vòng vật chất. Nhưng mà vậy thì cái vòng vật chất này chính là giai đoạn 1, chúng ta phải tìm vật chất. Và khi nào đủ vật chất thì chúng ta phải làm gì? Có những người có đến 1000 tỷ, cuộc đời người ta rất là vấn ngoạn. Đủ vật chất gì đấy, thưa. Nhưng cuối cùng cuộc đời này sinh ra đâu có phải tìm mỗi vật chất. Và vật chất bao nhiêu là đủ? Tôi muốn chia sẻ quan điểm của Tuấn. Vật chất của Tuấn thế nào là đủ? Có một cái nhà để ở. Thú thật là Tuấn chỉ cần nhà chung cư cũng được, đâu phải cần biệt thự. Nhưng nếu anh nào mà xác định có một cái nhà để ở, mà cái nhà đấy là biệt phủ chẳng hạn, nó tương ứng với khoảng 200 tỷ, thì có nghĩa là anh xây dựng cả đời này, cuối cùng suốt cả cuộc đời này anh chỉ đi xây đúng cái nhà. Anh đâu có phải sống để trải nghiệm cuộc đời này đâu. Vậy tôi chỉ cần một cái nhà nhỏ để ở thôi. Tôi có gì ạ? 2 cái xe để đi. À, chồng cái, vợ cái. À, có một cái món quà để trả nợ cho bố mẹ. À, ví dụ như là xây cho bố mẹ cái nhà. Ví dụ thế. Hay là bố mẹ có nhà rồi thì mua cho bố một món quà gì đấy ông thích. Ví dụ một bộ bàn ghế ông thích. Cái đấy gọi là trả nợ tình nghĩa mà ông bà đã nuôi mình trưởng thành. Đấy. Rồi cuối cùng nữa là có một cái nhà gì ạ? Một cái nhà cho thuê. Để nó ra được cái thu nhập thụ động của khoảng 10 triệu một tháng là ok. Vậy thì để làm được cái việc này nó đơn giản. Đối với người gì ạ? Mà khát vọng để làm được khoảng 10 tỷ thì chúng ta làm được việc này thôi mà. Nhưng có những người có đến 1000 tỷ vẫn bất hạnh. Vậy nếu tôi có trên 10 tỷ thì tôi làm gì? Tôi chơi à? Không. Bây giờ tôi vẫn kiếm tiền. Tôi vẫn kiếm tiền. Nhưng bây giờ tôi kiếm tiền để tôi phục vụ cái gì? Tôi phục vụ cái vòng cảm xúc. À, thế thì lúc này tôi cần gì tôi phải gì ạ? À? Đau khổ nữa. Mà vòng cảm xúc này là gì? Tôi liệt kê ra những cái thứ mà gì ạ? Tôi cần trải nghiệm. Trải nghiệm thôi nhé, chứ không để ham muốn. Tôi lấy ví dụ, tôi thích xe đẹp, nâng cấp nó lên. Nhưng mà với điều kiện tôi phải tiền nó phải ổn nhé. Nó thừa tiền ở, tức là cái vòng vật chất này phải giữ nguyên. Đấy, nào, đồ hàng hiệu, nếu cảm thấy còn khát khao, mua đi. Muốn đi du lịch, đi đi. Đấy. Thích cái đôi giày đẹp, mua đi. Thích cái đồng hồ đẹp, mua đi. Tóm lại đây là nhiệm vụ của chúng ta sinh ra để gì ạ? Trải nghiệm cuộc sống này cơ mà. Tại sao ông Phật ông tu thành Phật được? Ông mới trải nghiệm. Ông còn thiếu cái gì nữa đâu. Ông lấy vợ đẹp nhất, vàng ông đeo như anh Phúc XO, đúng không? Cung tần mỹ nữ xung quanh, nợ danh không thiếu cái gì.
nên vua rồi, anh còn không cần nữa. Vậy thì rõ ràng là trải qua cái vòng cảm xúc rồi, người ta không còn khát khao với cảm xúc nữa. Nhìn thấy người ta đi ăn hội, ăn hè, nhậu nhẹt, người ta không còn cảm xúc nữa. Thấy các bạn hát karaoke tôi không còn cảm xúc nữa. Thấy các bạn mặc đồ hàng hiệu tôi không còn sợ hãi nữa. Thấy các bạn đi cái xe đẹp tôi không còn cần ngưỡng mộ nữa. Vì tôi cũng có cái cảm xúc ấy rồi. Và tôi hiểu nó cũng chả giải quyết cái gì lớn, nhưng bắt buộc tôi phải trải qua. Nếu tôi không trải qua là tôi còn thèm khát. Có duy nhất một thứ đẹp là đừng trải nghiệm, đó là vợ người khác nhá. Thưa các anh chị, vợ người khác và chồng người khác là đừng có trải nghiệm, không lại còn tí tiền để đi trải nghiệm. Mà thưa các anh chị, là mấy ông là hay trải nghiệm cái món này lắm. Đấy, cho nên là ở cái tuổi mà 40 là nó hết cái phòng vật chất này, bố chui vòng cảm xúc nữa, hay bố hay hư hỏng. Cho nên báo cáo anh chị này, em hư hỏng từ sớm, cho nên là bây giờ nó không hư hỏng được nữa vì em qua vòng cảm xúc rồi. Thế thì hết cái vòng cảm xúc thì bắt đầu người ta sang đến vòng gì ạ? Vòng sinh mạng. À, bây giờ là ham sống, sợ chết rồi. À, bắt đầu không nhậu nữa, không karaoke nữa, không gì nữa, không nhậu nhẹt. Chiều đến là gì ạ? Yoga này, chiều đến tập thể hình này, sáng ra không ngủ trương phành đến nữa này, mà gì ạ? Tập thể dục này, đấy, bây giờ này phải là ăn sạch này, uống sạch này, nói sạch này, khiếp đánh nhau này, hiền từ này, đấy, nó sang đến cái vòng sinh mạng. Hết cái vòng sinh mạng. Và vòng sinh mạng này cần tiền không? Cần. Nhưng mà đặc biệt càng vòng ngoài càng cần nhiều tiền. Đến vòng cảm xúc cần ít tiền đi. Từ nay ví dụ xây cái nhà, mua cái nhà 2 tỷ, tóm lại có 10 tỷ xây cái vòng vật chất. Nhưng mà ăn chơi ấy, mà mua mấy cái quần áo hàng hiệu, đi vài chuyến du lịch, 10 tỷ bét nhẹ. Cho nên chỉ vất vài tỷ. Tất nhiên nó không phải ăn chơi, ma túy thì không nói nhá, bỏ những thứ tiêu cực đi. Thế thì bây giờ nó sang đến vòng sinh mạng. À, ăn sạch uống sạch thì bây giờ chỉ rau muống thì đáng bao tiền, đúng không? Ăn chay nữa thì còn đáng bao tiền. Đi tập yoga thì đáng bao tiền. Đi nhậu bữa nó mới lắm tiền, chứ còn đi tập yoga thì đáng bao tiền. Đấy, còn đi tập thể dục buổi sáng còn không mất tiền. Đấy, để mọi người hình dung, bắt đầu người ta đi vào vòng sinh mạng. Nhưng nguyên tắc cứ kỷ luật bản thân tốt, thói quen tốt, ngay lập tức họ đến vòng gì ạ? Trí tuệ. Thế là trí tuệ họ gì? Sinh khởi. Thế bây giờ tôi cũng kiếm được tiền, nhưng bây giờ tôi gì ạ? Lấy tiền để tôi chơi các cái trò chơi thử nghiệm. Ví dụ tôi làm doanh nghiệp, tôi có nhiều tiền, tôi mở thử doanh nghiệp khác. Tôi mở. Nếu không may mất thì tôi được gì ạ? Tôi được bài học. Tất nhiên, nhưng mà không thể bốc đi cắm cái nhà mình để mở được. Tức là cái vòng vật chất phải giữ gì? Giữ nguyên. Nhá, không để nói vậy các anh chị hiểu nhầm. Rồi, sau khi có trí tuệ loại sinh rất nhiều tiền thì người ta chui vào vòng gì ạ? Nghiệp lực, là bắt đầu người ta đi chia sẻ, giúp đỡ người khác, trao giá trị. Và các chị thấy hay đi làm từ thiện này. Và cuối cùng vào đến vòng tâm không là nên niết bàn. Và thưa các anh chị, đời người chỉ ước mơ làm sao đi từ vòng ngoài vào vòng trong thôi. Anh nào mà trước khi chết mà nó đạt đến cái ngưỡng tâm không thì thành Phật đấy, thì quá thành công. Vậy thôi thì đời mình nếu mà đang xây dở dang vật chất mà chết thì phí, mà xây xong vật chất mà đang ăn chơi thì chết thì lại hơi phí đấy. Nhưng mà sống được lâu thì tốt hơn tí, sống lâu và sống khỏe. Nhưng mà sống lâu mà lại không có trí tuệ thì phí. Có trí tuệ mà sinh ra rất nhiều tiền mà lại chẳng giúp đỡ được, trao giá trị gì cho ai cả thì phí. Cho nên phải có khát vọng quốc gia. Vậy nếu có những người đi một nhịp mà vào đến đây, có những người đi đến vô lượng kiếp không vào được đến đây vì họ luẩn quẩn ở ngoài. Cho nên là nhạc sĩ, tôi quên mất tên rồi, bác cái sáng tác cái bài Đời Đá Vàng, bác gì An. Ta lần mò neo mãi không qua được cõi sầu, ta tìm một tiếng yêu chỉ thấy toàn buồn đau. Vậy thì rõ ràng là cuộc đời của chúng ta, rất nhiều người sinh ra và lớn lên họ chết ở cái vòng tường rào. Có những người
họ chưa trải nghiệm hết cuộc đời thì họ đã bị chết, chưa trải nghiệm được cái gì trong cuộc đời này thì đã bị chết rồi.